Kem B5 đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm kem B5 đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem dưỡng da B5 là lựa chọn lý tưởng đối với những đối tượng sở hữu làn da khô, da nhạy cảm và đặc biệt nó dùng được cả cho làn da non nớt của trẻ em, trẻ sơ sinh. Hơn nữa, kem dưỡng B5 được xem là dòng sản phẩm rất dịu dàng cho những làn da bị kích ứng bởi công dụng làm dịu những tổn thương trên da gây ra bởi các tác hại xấu đến từ tia UV có trong ánh nắng mặt trời hay sự thay đổi đột ngột của khí hậu, thời tiết và môi trường bị ô nhiễm. Đồng thời, đối với làn da bị vấn đề về mụn, kem B5 cũng góp phần lớn hỗ trợ điều trị mụn và những vấn đề của da sau trị mụn, như lỗ chân lông to hay mụn thâm cũng nhanh chóng được giải quyết. Đặc biệt, những vấn đề trên da non của trẻ sơ sinh như vết mẩn đỏ, trẻ em bị ham tả, bị côn trùng cắn hay ngứa ngáy do nhạy cảm với thời tiết, cũng được kem B5 giải quyết triệt để nữa nhé. Bên cạnh những công dụng tuyệt vời của dòng sản phẩm kem dưỡng B5, nó còn giúp bạn hạn chế quá trình tiết dầu trên bề mặt da, hạn chế được khô da bằng cách cung cấp thêm một hàm lượng nước vừa đủ cho da. Đồng thời, còn tăng cường sản sinh collagen nhằm tác dụng đẩy lùi được lão hóa trên da, cho da săn chắc, đàn hồi và giảm thiểu tối đa các nếp nhăn trên da, giúp bạn trở nên trẻ đẹp hơn nữa đấy. Kem B5 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem B5 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.